Chào các bạn, nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái bộ đổi series của cái iPad E1 và E2. Nó sẽ giúp các bạn vượt iCloud cho hai cái iPad này, E1, E2 mà không có cần phải đục cái ổ cứng như là ngày trước nữa. Thì cái tool này nó mới ra cách đây khoảng chừng một tuần thôi. Và mình cũng mới lấy cái tool này hồi ngày tối hôm qua. Cái tool này nó rất là gọn nhẹ, các bạn thấy không? Nó nhỏ tựa như là một cái bao thuốc lá thôi, chứ không có to như là cái bộ đổi iPad 234 ngày xưa nữa. Thì khi mà các bạn dở cái nắp này lên, các bạn sẽ thấy nó sẽ có ba cái miếng nam châm, thì ở dưới ba miếng, ở trên ba miếng nó sẽ hít lại với nhau, giúp giữ cái men tiếp xúc tốt với lại những cái điểm tap on ngay dưới. Thì các bạn thấy những cái chân đồng bên dưới không, những cái chân đó thì nó sẽ đụng vào những cái điểm tap on trên cái men đó, nó sẽ giúp chúng ta edit cái ổ cứng mà không có cần phải đục cái ổ cứng ra. Thì trước mặt các bạn chính là cái men iPad E2. Thì cái tool này nó chỉ hỗ trợ cho E1 và E2 thôi nha các bạn. Còn những cái model khác thì có thể sau này Trung Quốc họ sẽ đưa ra những cái tool khác để hỗ trợ. Các chúng ta sẽ đẩy cái men nhẹ vào và nhấn xuống để nó ăn những điểm tiếp xúc thôi. Còn thấy không, khi mà các bạn ướm và các bạn thấy những cái điểm tapon nó nằm ngay đâu, thì các bạn sẽ cạo nhẹ những cái lớp keo trên cái men đó. Nó có cái lớp keo hai mặt đó mà, băng keo để nó tránh chạm á. Thì sau khi các bạn lột ra rồi thì các bạn nên làm xong, các bạn nên dán thêm một lớp keo cách điện lên ha, để tránh cho nó, những cái điểm tapon này nó chạm với men. Rồi, rất là dễ, chúng ta chỉ việc ướm vào, chúng ta xem những cái điểm tapon ngay đâu thì chúng ta cạo ngay đó thôi. Rồi, đặt vào, ấn nhẹ nhẹ thôi các bạn ha. Rồi, như vậy là nó sẽ tiếp xúc rất là tốt rồi. Cái bộ nó làm mình thấy nó cũng rất là tinh xảo. Thì cái bộ đổi series này nó sẽ sử dụng cái cọng dây cáp Lightning bình thường, cọng dây cáp Lightning của Apple thôi, chứ không phải là sử dụng những cọng dây cáp đặc biệt chuyên dụng như những cái bộ như là AC ngày trước. Thì các bạn đã từng sử dụng những cái bộ đổi series của ổ cứng thì bạn cũng biết rồi đúng không? Chúng ta có thể cắm chiều nào cũng được, cáp Lightning mà, nó hai chiều, các bạn thích cắm chiều nào cắm, không ảnh hưởng gì hết. Sau đó các bạn sẽ bật cái tool lên. Cái tool này các bạn tải về, nó sẽ có một cái file nén, các bạn giải nén ra nó sẽ ra hình một cái đầu là mã đúng không? Các bạn nhấn vào, các bạn cài đặt, chọn cái hư mục thôi, mặc định của nó là ổ e. Máy tính chúng ta mà không có ổ e thì các bạn không chỉnh, các bạn cài nó sẽ báo lỗi. Thì các bạn chỉ có việc chọn đúng ổ cứng thôi, như ổ C, ổ D gì đó, và các bạn chọn cái tên cái hư mục các bạn muốn cài đặt là ok thôi. Thì mình sẽ nói rõ, mình sẽ hướng dẫn cái cài đặt rõ hơn ở sau cái clip này, tại vì cái cài đặt này nó dễ mà, nếu mà mình mà làm ở cái đầu clip thì đâm ra là nó tốn thời gian cho những bạn đã biết rồi đúng không. Cái này thuộc về tin học cơ bản, còn những bạn mà chưa biết thì có thể coi ở cuối clip. Sau khi các bạn nhấn cài đặt thì nó sẽ có một cái biểu tượng tiếp tục, một cái hình đầu la mã nó hiện ra cái desktop, các bạn chỉ cần mở lên. Thì các bạn thấy không, cái giao diện cái tool nó rất là đơn giản. Rồi, nhấn qua cái thanh ở bên phải là chính là cái hư mục để cái những cái để cài driver. Nếu như các bạn cắm vào nó không nhận thì các bạn có thể chọn cái driver đúng của cái Windows các bạn, Win32bit và Win64bit. Mình xài Win10 64bit, mình cũng chẳng cần driver luôn, nó cũng tự nó nhận thôi. Đó, khi mà các bạn cắm cọng dây cáp vào, các bạn chờ một chút xíu. Đúng không? Chiều nào cũng được nha các bạn. Các bạn chờ một chút xíu thì trên cái tool nó sẽ báo cho chúng ta là đã nhận thiết bị. Đó các bạn thấy không? Rồi, đã nhận thiết bị USB, chu cơm gì đó. Rồi, sau khi mà nó nhận thiết bị thì các bạn nhấn vào hard disk check để các bạn test cái thông tin của ổ cứng. Thì cái mã này nó sẽ có một vài mã nó sẽ không có hỗ trợ ở cái vẹt này, thì nhà sản xuất họ cũng đã nói rồi, họ sẽ cập nhật ở những cái vẹt sau mà không. Còn những cái vẹt nào mà nó, những cái mã nào có hỗ trợ thì các bạn sẽ nhấn vào read information để chúng ta read cái thông tin của cái ổ cứng ra. Rồi, sau khi read ra các bạn thấy không, các bạn thấy được số serial number, rồi cái mã dùng như là Mỹ, Việt Nam hay là Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông gì đó. Ở dưới địa chỉ wifi bluetooth. Thì những cái số này các bạn muốn làm iCloud các bạn phải mua, các bạn không có đổi lung tung như ngày trước được. Lúc này chúng ta sẽ phải, cái số series chúng ta mua nó sẽ gồm số series và địa chỉ wifi bluetooth thì chúng ta nhập vào. Thì người bán họ cung cấp như thế nào các bạn nhập vào như vậy thôi, và các bạn write một cái, chờ cho cái thời gian nó nạp vào cái ổ cứng. Rồi, sau khi mà nó báo nó nạp thành công rồi thì các bạn nên read thêm một lần nữa để cho chính xác những gì chúng ta làm là đúng, check lại cái số serial number, địa chỉ wifi, bluetooth xem nó đúng với những gì mà chúng ta mua không.
Rồi, cái mục ở trên thì các bạn thấy không, chọn AirPods E1, E2 gì đó thì các bạn nên chọn đúng thì nó tốt, còn mình lúc mình mới mua mình không để ý, mình nhân chọn đại, mình không có chọn. Thì cũng bình thường không sao đó, nhưng mà chọn đúng thì tốt. Rồi, sau khi các bạn rít ra các bạn thấy không, tất cả đều ok. À, như vậy là xong rồi đó. Mà thấy đơn giản không? Rồi thì cái số Cherry này khi mà mình nhập vào các bạn thấy không, nó dính vào cái số Cherry của cái trường học rồi, nó chỉ cho phép cài những, nó tự động nó cài những app của trường học thôi, nó không có cho cài gì nữa hết trơn á. Thì một lát nữa mình phải tiếp tục mình tháo cái main này ra để mình nạp cái số Cherry khác. Đó, trong khi quá trình làm mình sẽ gặp rất là nhiều cái vướng mắc như vậy đó, chứ không phải đơn giản làm cái là đòn đâu. Rồi còn những cái trường hợp như nó không có hỗ trợ ổ cứng, mà không có hỗ trợ khi mà các bạn rít đó, phải không, cũng là ổ Toshiba luôn, nhưng mà cái mã ổ cứng không hỗ trợ rít thì nó sẽ báo là cái form ổ cứng này là tool chưa hỗ trợ, thì lên vẹt 2.2 có thể nó sẽ hỗ trợ rồi. Rồi còn cái ổ cứng SanDisk này, mà không, khi mà mình rít nó ra nhưng mà mình chọn mình write vào á, sau khi mình write vào á và mình rít thêm một lần nữa, bạn không, nó chỉ write được cái số wifi bluetooth thôi, mà nó không có write được số serial number. Đó đó là hai cái trường hợp mình gặp trục trặc. Trường hợp thứ ba nữa là trường hợp trục trặc vật lý, đó là những cái main iPad E2 mà phiên bản 3G có những cái main nó hơi to một chút, nó cắt hơi to một chút, gắn vào không có vừa. Thì chúng ta cái này không phải là bóc lỗi nha, mà là do cái main nó lỗi, cái main nó hơi to một chút. Thì các bạn chỉ việc lấy cái máy mài á, hoặc các bạn lấy dao lam dao mổ, các bạn cạo cũng được nếu mà các bạn không có máy mài. Cái máy mài này thì mình mua là 480 ngàn, cũng rẻ chứ không mắc luôn ha. Mua rồi làm thôi, mài IC, mài đồ cũng được, mài từ từ thôi, tập làm nghệ nhân các bạn, sau này thất nghiệp có thể ra mài dưa hấu hay mài tượng gì á. Rồi mài mài một chút thì ướm vào là ok thôi. Chúng ta là kỹ thuật mà, có những gì chúng ta có thể xử lý được thì xử lý, chứ các bạn hỏi người bán thì cũng vậy thôi, họ cũng chỉ là người bán thôi, người sản xuất nằm bên Trung Quốc á. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm cái video clip để giúp, để hướng dẫn các bạn cài đặt cái tool này ha. Thì ở đây là mình, nó nhà sản xuất của họ đã support thêm một cái vẹt 2.2, là nó sẽ support thêm hai cái mã ổ cứng Toshiba nữa. Thì sau khi các bạn download về, các bạn nhấn vào cài, nhấn và cài đặt á, thì các bạn sẽ chọn cái thư mục để cài đặt ổ C, ổ D, ổ C, ổ D, ổ E, đó tùy theo máy tính của mỗi người thôi, không ai giống ai đâu. Ở đây thì mình sẽ chọn là thư mục là iPad Air ha. Nếu mà chưa có thì các bạn điền tên đây cũng được, nhấn OK. Ở đây mình khi mà mình cài đặt nó sẽ có không có lỗi Trung Quốc, thì mình dự đoán là do là mới lúc nãy mình mở cái tool 2.1 lên mà mình chưa có tắt á, nên nó không có chép đè lên được, cái tool đang chạy ra sao chép đè được, đúng không? Thì mình mở lên mình tắt cái tool 2.1 này đi, rồi mình tiến hành mình cài đặt lại rất là lẹ. Đúng không? Rồi sau khi cài đặt lại thì mình sẽ bật cái tool lên để mình xem nó là đã là 2.2 đúng chưa. Rồi hy vọng sau này nhà sản xuất họ sẽ cập nhật lên 2.3, 2.4 và 3.5 chấm gì đó, chỉ cần hỗ trợ được khoảng 80% cái chuẩn ổ cứng thôi là cũng đã ok lắm rồi các bạn ha. Rồi như vậy thì mình sẽ tạm dừng cái video clip ở đây các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Thì ở cái video clip này cái tai mình các bạn thấy nó sẽ hơi dơ chút, là do thời điểm này mình đang sửa nhà, phụ sửa nhà nên cái tai dính sơn rồi, nên các bạn đừng có quan tâm đến cái vấn đề đó ha. Chủ yếu là cái clip này mình muốn giới thiệu với các bạn, đến các bạn là trên thị trường hiện nay nó có một cái công cụ giúp cho chúng ta đổi serial number của iPad E1, E2 không cần phải đục ổ cứng, hỗ trợ thêm cho cái nghề sửa chữa điện thoại ngày càng khó này. Rồi như vậy mình sẽ dừng cái video clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.